qua 19 tháng 6, Đại hội Chiêu Thương của nền tảng trực tuyến Tencent trở thành tâm điểm của giới giải trí Hoa ngữ. Tại sự kiện, Tencent giới thiệu gần 200 bộ phim và show giải trí mới để kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp. Rất nhiều ngôi sao tham dự sự kiện này của Tencent. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng xem tạo hình của dàn sao tại sự kiện này nhé. Triệu Lộ Tư xuất hiện tại sự kiện. Nữ diễn viên mặc váy voan lưới lệch vai thướt tha kết hợp trang sức xa xỉ của Bulgari, thương hiệu cô làm đại sứ. Diện mạo của mỹ nhân sinh năm 1998 ở những sự kiện gần đây của Bulgari đều nhận được nhiều lời khen. Đặc biệt thì Triệu Lộ Tư đón tin vui sau khi phim Hậu Lãng của cô vừa kết thúc với phản hồi không mấy tích cực từ khán giả. Tencent công bố Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Tiên Hiệp Sai Thế. Dương Tử và đoàn làm phim Trường Tương Tư tham gia buổi chiêu thương của Tencent. Đặng Vi do vướng lịch trình không thể tham dự nên được các thành viên ekip hộ tống lên theo một cách vô cùng dễ thương. Xuất hiện tại buổi chiêu thương, cô nàng diện một bộ váy màu be đồng màu vô cùng nhã nhặn, khoác thêm blazer ngoài kết hợp với trang sức của Chomet, khiến tổng thể outfit của Dương Tử trông vô cùng thanh lịch. Ngoài ra, Dương Tử cũng sánh đôi bên Hứa Khải để quảng bá cho bộ phim đang quay của cả hai là Thư Hoan Ký. Tạo hình cực slay của Cảnh Điềm trong buổi họp báo Tencent, outfit thứ nhất của nàng diện một bộ váy đen trông cực kỳ quyến rũ, làm bật lên làn da trắng sứ. Sang tạo hình thứ hai, Cảnh Điềm diện một bộ váy sequin lấp lánh rực rỡ, ở cả hai tạo hình đều tôn lên được nét đẹp của nữ diễn viên. Tại buổi chiêu thương này, Cảnh Điềm tham gia tuyên truyền cho bộ phim Lạc Du Nguyên và Trước Trước Phong Lưu. Đặc Tu Vận tham gia đại hội chiêu thương của Tencent với bộ phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao kết đôi cùng Hứa Khải. Cô nàng diện outfit đen cúp ngực, tóc được búi cao sang trọng, vừa tôn lên được nét quyến rũ cũng như bật lên nét dễ thương ngọt ngào của Đặc Tu Vận. Trần Dư Hi cũng tham gia sự kiện chiêu thương này cho bộ phim Đấu La Đại Lục 2. Hứa Khải có rất nhiều bộ phim đang và sắp phát hành như Lạc Du Nguyên với Cảnh Điềm, Em Đẹp Hơn Ánh Sao với Đặc Tu Vận và phim đang quay với Dương Tử là Thư Hoan Ký. Ngoài ra thì trong đại hội chiêu thương này còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như là Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tóc Xa Hoa. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những tin tức mới nhất của nhóm nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.